Chiều ngày 26 tháng 10, ông Phan Hữu Hiếu, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai cho biết, Công an thành phố Pleiku đã báo cáo cho đơn vị vụ xe ô tô hút nhiều người tham gia giao thông khi dừng đèn đỏ. Ông Phan Hữu Hiếu cũng cho biết, Công an thành phố Pleiku đang điều tra. Báo cáo ban đầu cho thấy, trong vụ tai nạn, tài xế xe ô tô đã không quan sát, lại có nồng độ cồn. Rất may đến nay không có ai tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 25 phút ngày 25 tháng 10, ông Nguyễn Văn Tuy, 46 tuổi, thôn 6, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, điều khiển ô tô lưu thông trên đường Lý Thái Tổ, đi Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku. Khi đi đến giao lộ Lý Thái Tổ, Hùng Vương, Nguyễn Văn Cừ thì tông vào 3 xe máy đang dừng đèn đỏ. Hậu quả vụ tai nạn khiến hai phụ nữ và một cháu bé 10 tuổi bị thương, hiện đang điều trị tại trung tâm y tế thành phố Pleiku. Riêng một phụ nữ khác bị chấn thương sọ não, đang cấp cứu tại khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.